GTV là vua số 3 ở Đông Nam Á, vua số 3 ở châu Á. Niềm tin nhà đầu tư được gửi chọn, tin đến mức là mình không đọc hợp đồng. Trong cái hoàn cảnh đấy thực sự là mình bị rung động. Để rồi cả gốc lẫn lãi có nguy cơ biệt tích. Từ Hải Phòng cứ dầm mưa dãi nắng để lên đây để đòi bao nhiêu ngày rồi chưa được đây. Nếu trường hợp họ phá sản, thân họ không lo được thì mọi lời hứa nó chỉ là huyễn hoặc. Thưa quý vị, hotline của Chuyển động 24 giờ thời gian gần đây đã liên tục nhận được những phản ánh của người dân về những vấn đề bất cập xảy ra trong quá trình hợp tác đầu tư của họ và doanh nghiệp. Gọi là nhà đầu tư, nghe có vẻ to tát, nhưng đa phần chỉ là những người dân bình thường, không có kiến thức kinh doanh, không có hiểu biết về lĩnh vực mà họ bỏ tiền vào. Họ chỉ đơn thuần là người có tiền nhàn rỗi rồi mang tiền đó đi gửi vào doanh nghiệp để mong nhận được lãi suất. Và để thu hút được nhiều người tham gia, doanh nghiệp đã không ngần ngại đưa ra mức lãi suất cao gấp 5 đến 10 lần mức lãi suất tiền gửi thông thường của những ngân hàng. Muốn tôi vẽ hộ tương lai đây không? Có. Nếu như mọi người có một cái hợp đồng trồng 1 hectare rau má với công ty, nhỏ thế thôi, mỗi tháng có 30 triệu. Đúng không? Tại sao mình không làm? Làm được không ạ? Quá được. Gia đình hoàn cảnh ấy, muốn kiếm thêm một số tiền để trang trải cuộc sống là cho ông bà. Ông bà là 5 năm rồi. Trong những lúc đấy cũng không suy nghĩ được gì nhiều hơn. Đúng thật là lúc đấy cũng không suy nghĩ được gì nhiều hơn là muốn là tìm một cái gì đấy để đầu tư để kiếm ra lợi nhuận. Nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trong sự túng quẫn quyết định chi tiền hợp tác đầu tư với doanh nghiệp để mong muốn cởi bỏ khó khăn. Có một cái biến cố là bố chồng em bị ung thư và lúc đấy thì em còn nói với chồng em là mình có số tiền tiết kiệm còn lại thì mình tham gia để lấy tiền chi trả thêm cho ông. Lúc đấy thì chồng em gật đầu bảo là tôi tùy em tham gia cũng được, em tiếp tục tham gia hai cái hợp đồng tiếp theo. Những con số biết nói về quyền lợi góp vốn mà công ty đưa ra với nhà đầu tư. Vốn càng nhiều, lãi càng cao. Con số đã lên đến trên 5-6% một tháng, vị chi hơn 60% một năm. Cộng hưởng về mặt cảm xúc khiến các nhà đầu tư dễ siêu lòng. Sự đồng nhất của suy nghĩ và hành động. Trong cái gala cuối năm thì bạn có nói về tâm của bạn đấy, về trẻ tự kỷ. Tôi cũng có một đứa con cũng tự kỷ. Trong cái hoàn cảnh đấy thực sự là mình bị rung động. Mình bị rung động nên ra là mình nghĩ rằng là người ta làm kinh doanh nhưng người ta có một cái tâm như thế thì chắc chắn người ta không thể nào làm sai được. Niềm tin được dựng xây chắc chắn. Hợp đồng hợp tác cứ thế tăng dần, từ vài chục triệu, số tiền góp vốn gia tăng tiền tỷ bằng những hợp đồng mới. Không chỉ hưởng lãi suất, nếu lôi kéo được người tham gia, ắt sẽ có thêm khoản thưởng từ công ty. Cho nên là người nọ cũng lan tỏa cho người kia. Tôi là còn có những cái vẫn còn băn khoăn nên tôi rất ít lan tỏa. Cái người mà đằng sau tôi cũng chỉ 3-4 người. Chứ còn nhiều người đằng sau cỡ hàng 10-20 người cơ. Có một người bạn thân của mình vào trước thì sau đó thì mình cũng đã đầu tư và cũng đã trong quá trình chia sẻ với anh em bạn bè thì cũng đã có thêm bạn bè mình vào rất là nhiều. Lan tỏa quyền lợi đầu tư, cứ thế nhiều người hào hứng tham gia, quyền lợi cũng phân cấp rõ ràng nên nhiều cá nhân đã ra sức làm người dẫn đầu khu vực. Con sóng đầu tư cứ thế mạnh dần, chỉ hơn một năm, số tiền công ty huy động được của các nhà đầu tư cá nhân đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Những khoản lãi lớn luôn là điều hấp dẫn nhất với các nhà đầu tư. Nhưng dĩ nhiên, giờ thì nhiều người cũng đã thận trọng hơn bởi đã có liên tiếp những lời cảnh báo phát đi từ phía các cơ quan chức năng là cần cảnh giác trước các lời mời chào huy động vốn với lãi quá cao mà không rõ thực tế hoạt động kiểu gì để tạo ra số tiền đó. Do vậy, doanh nghiệp giờ đây còn phải tìm cách để tạo được niềm tin của nhà đầu tư vào dự án của mình. Cụ thể ở đây là các nhà đầu tư được tài trợ miễn phí cho chuyến di chuyển vào Long An, nơi mà công ty cho là mình đang sở hữu dự án trồng rau má lên đến hàng trăm hecta. Với nông trường rau má rộng hàng trăm hecta tại vùng thổ nhưỡng vàng Long An, vua rau má đã trao giá trị, giúp thay đổi thu nhập và cuộc sống của rất nhiều bà con nông dân. Vua rau má, nông trường rau má hàng đầu Việt Nam. Được nhìn, được trải nghiệm và thưởng thức trực tiếp sản phẩm của công ty làm ra. Để rồi, những ai còn vấn vương chút nghi ngờ đã hoàn toàn bị đánh cục.
Lời nói đi đôi với hành động, lễ động thổ dự án thủ phủ Vua Rau Má cũng đã diễn ra hoành tráng. Người đứng đầu doanh nghiệp mong muốn làm thay đổi một vùng quê nghèo xứ miền Tây sông nước, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư trên mọi miền đất nước được làm giàu, đặc biệt khao khát làm sống dậy một thương hiệu quốc dân. Đã tin tưởng với doanh nghiệp, kêu gọi sự phi thường trong tất cả mỗi cá nhân chúng ta thuộc gia đình CG Group và những người đã, đang và sắp yêu cây Rau Má. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay để chúng ta tạo nên một thương hiệu quốc dân cho Việt Nam và từ đó chúng ta có thể là vươn ra quốc tế. Với quyết tâm dự án nghìn tỷ, sở hữu hàng trăm hecta vùng nguyên liệu trồng rau má. Tuy nhiên sau khi sự kiện diễn ra, doanh nghiệp cũng đồng thời mất bóng. Có một mẫu đúng sự thật nhưng mà phải phân hại sang bên kia. Có hồi lúc trước là có cái công ty rau má đó là mua một miếng đất đó để tính làm một cái nhà máy để sản xuất cho má. Sai, bột sai gì đó. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng đã bỏ luôn rồi. Đất xây nhà máy bốc hơi, đất trồng rau cũng mọc cánh bay mất. Bởi thực tế, hai huyện chuyên canh rau má là Bến Lức và Đức Huệ là đất của người dân tự canh tác bao đời nay và chưa từng có sự xuất hiện của công ty mang tên CCV Group đến đầu tư hay hợp tác. Không có một liên kết công ty nào hết, không có một công ty nào đứng ra nhận cho mình hết. Cái này chúng tôi tự làm và tự đi. Người dân ở đây không à, chứ không có đơn vị nào mà cho thuê hết. Còn đầu ra này kia là tự bao tiêu hết. Vâng, sau khi dự án bỗng dưng mất bóng, quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư bắt đầu rạn nứt. Các luật sư cũng cảnh báo trong tình huống nhà đầu tư lúc này nếu muốn rút vốn cũng sẽ rất khó. Để tìm những cái dấu hiệu, những cái căn cứ để xác định rằng là họ có hoạt động quảng cáo gian dối, có cái việc che giấu thông tin, có cái việc lừa phỉnh, đưa ra những cái cam kết không đúng đắn trước và sau để xác định là có dấu hiệu gian dối hoặc là sau đó chúng ta có thể chứng minh rằng là họ đã sử dụng cái đồng tiền này vào không đúng cái mục đích huy động vốn thì lúc đấy mới thấy cái dấu hiệu là họ chiếm đoạt. Khi ngân hàng chúng ta cam kết dù có đẹp, dù có tốt hơn nữa nhưng nó vẫn chỉ là những cam kết và không có gì đảm bảo cho cái cam kết ấy sẽ thành hiện thực. Và trong trường hợp họ không thực hiện được cam kết thì cũng không có cơ chế nào buộc họ phải thực hiện cam kết nếu bản thân họ không còn tài sản. Nhưng mà đấy chỉ là hình thức thôi. Suốt nửa năm nay, khi những khoản tiền đầu tư đứng trước nguy cơ không đòi lại được, nỗi lo ngày một lớn dần. Không ít nhà đầu tư đã cùng nhau kiên trì trong hành trình đòi lại đồng vốn của mình. Khi nhiều lần không được đối thoại, câu trả lời thích đáng từ phía công ty cũng không. Nhiều người từ các tỉnh thành khác nhau đã lên trụ sở công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group ở Hà Nội để đòi quyền lợi. Dẫu biết đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng với quyết tâm còn nước, còn tát, họ vẫn nuôi hy vọng tiền sẽ lại về. Chưa thể đòi được tiền, hoàn cảnh của nhiều nhà đầu tư đã thực sự trở nên khốn đốn khi mà toàn bộ số tài sản tích cóp có được họ đều đổ hết vào dự án của doanh nghiệp này. Được sử dụng sản phẩm của công ty sản xuất với chức năng có thể hỗ trợ điều trị ung thư. Không chỉ vậy, nếu hợp tác kinh doanh cùng, nhà đầu tư có thể sinh lời đáng kể. Điều này đúng như mong ước bấy lâu của người phụ nữ bị bệnh nan y. Mình cũng không biết là với cái thể trạng và cái cơ địa của mình liệu nó có kéo dài được hay không ấy. Thế nên là em bảo thôi thì thôi cứ đầu tư, nếu mà xây được nhà hoặc là mua được tí đất thì xây để sau này ví dụ bố và con mình nó cũng có một cái gì đấy tốt hơn ấy. Nhưng mà đến bây giờ thì đúng là chả còn cái gì ạ. Dốc hết số tiền bao năm vợ chồng tích cóp gửi vào công ty, lãi và gốc nay đều mất hút. Để rồi trong căn nhà trọ hơn 20m2, thứ tài sản quý giá nhất, dễ thấy nhất bây giờ có lẽ là thuốc trị bệnh. Người mẹ cố tiếp tục gượng sức nuôi ước mơ của con trẻ. Con muốn đi học vẽ không? Có ạ. Học vẽ làm gì? Để sau ngày con thành. Là thiết kế thời trang đúng không? Vâng. Người trẻ kiệt quệ, người già cũng không còn đủ sức khi hay tin khoản đầu tư của mình bốc hơi. Mẹ bất tỉnh và con gái cũng nhập viện cùng. Hơn 20 tỷ đồng, một số tiền mà nhắc đến cũng khó đi vững. Người thân bắt đầu quay lưng, càng đẩy người phụ nữ này rơi vào trầm cảm. Tôi ở nhà thì chồng tôi suốt ngày chửi và đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo bây giờ muốn đi đâu ở thì cô đi đi chứ, để cho mọi người đòi nợ rồi liên lụy đến cả gia đình như này. Nỗi niềm trắc ẩn chưa kịp nguôi,
thì nhà đầu tư lại bị chính doanh nghiệp kiện ngược. Thế bây giờ không trả tiền mình lại đi kiện mình, buồn cười thật. Thì cái nội dung kiện nó cũng rất là buồn cười. Vô hiệu hóa một phần hợp đồng. CCV cho rằng là cái hợp đồng này đang vi phạm lãi suất. Rõ ràng là công ty soạn ra. Công ty soạn ra, nhà đầu tư lên ký. Thì người ta tự và vả vào mặt người ta à? Tự nhiên anh đơn phương anh khởi kiện ra tòa. Mà khởi kiện ra tòa lại với cái lý do là cho vay. Thế thì bây giờ hợp đồng vay đâu? Hoàn toàn không có, đúng không ạ? Đấy, hợp đồng là hợp đồng hợp tác đầu tư thì anh phải căn cứ trên những cái quy định của luật đầu tư để xử lý và cùng nhau bàn bạc với các nhà đầu tư để giải quyết vấn đề. Từ chỗ hợp tác thì nay đã thành cuộc chiến, doanh nghiệp kiện nhà đầu tư và nhà đầu tư cũng bắt đầu đâm đơn tố cáo doanh nghiệp chiếm dụng tiền bất hợp pháp. Con thuyền không còn trông đôi. Trước thực tế, tiền góp vốn kinh doanh cho doanh nghiệp đã hết kỳ hạn nhưng chưa được hoàn trả. Nhiều nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo các công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản lên cơ quan điều tra. Đúng sai, chưa ai có thể phân định. Và việc phản ánh của chúng tôi cũng chỉ muốn góp thêm một tiếng nói cảnh báo đến nhiều người dân. Đó là trước khi quyết định đầu tư vào cái gì, cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng. Trong câu chuyện nói trên, để đảm bảo tính khách quan cho các bên, chúng tôi vẫn đang chờ đợi thông tin phản hồi từ phía doanh nghiệp để có thể gửi đến nhà đầu tư một cách trung thực và đầy đủ nhất.